Ban tổ chức giải quần vợt danh tiếng Wimbledon đã tạo ra một khoảnh khắc đầy nghệ thuật để chào đón tay vợt huyền thoại Roger Federer. Điều đặc biệt và đáng chú ý là Roger Federer đã xuất hiện tại sân cùng bố mẹ và vợ, người đang diện chiếc váy trắng truyền thống của giải đấu. Họ đến để theo dõi trận đấu mở màn của nữ vận động viên đương kim vô địch đơn nữ Elena Rybakina, người đối đầu với tay vợt Mỹ Shelby Roger. Không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng, mà còn là một màn trình diễn nghệ thuật tôn vinh một trong những tượng đài của làng quần vợt. Khi tên của Roger Federer được loa tường sướng, anh đã bước ra từ góc tối của đường hầm, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu sáng. Ngay lập tức, một làn sóng vỗ tay nồng nhiệt từ các khán giả tại sân trung tâm đã đón chào tay vợt người Thụy Sĩ. Moment đáng nhớ này đã tạo nên một không gian thăng hoa và rộn ràng trong lòng khán đài. Không chỉ dừng lại ở đó, ban tổ chức Wimbledon còn thể hiện sự tôn trọng đối với sự nghiệp và đóng góp của Roger Federer bằng cách chiếu một đoạn video ngắn tóm tắt những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, từ những năm đầu tiên cho đến những thành tựu ấn tượng nhất của anh trong thời gian qua. Trên màn hình lớn, những hình ảnh đẹp được thể hiện qua từng cú đánh, những khoảnh khắc vui vẻ trên sân, và những khoảnh khắc xúc động khi Roger Federer thể hiện lòng biết ơn đối với khán giả và người hâm mộ. Ngoài việc thể hiện lòng tôn kính đối với Roger Federer, ban tổ chức cũng đã tạo một không gian gặp gỡ đặc biệt. Trong thời gian dạo chơi trước trận đấu, Federer đã có một cuộc trò chuyện thú vị và thoải mái với vương phi xứ Wales, người cũng đang tận hưởng không gian sang trọng của sân Wimbledon. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn có thời gian trò chuyện cùng với bà xã Merca, người luôn ủng hộ và đồng hành trong suốt hành trình sự nghiệp của mình. Tại khu vực hoàng gia của sân Wimbledon, Roger Federer ngồi trên hàng ghế danh giá, đứng giữa vương phi xứ Wales và bà xã Merca. Ông bố Robert Federer và bà mẹ Lynette Federer cũng có mặt để cùng chung vui trong sự kiện đáng nhớ này. Đây thực sự là một khoảnh khắc đầy ấn tượng và đáng nhớ trong sự nghiệp của Roger Federer, khi anh trở lại thi đấu tại giải đấu danh giá này sau một thời gian vắng mặt. Roger Federer đã quay trở lại sân đấu của giải đấu danh tiếng Wimbledon, nơi anh đã 8 lần vô địch sau kỳ nghỉ ngơi từ tháng 9 năm trước. Tưởng chừng như anh sẽ không còn bước chân vào sân trung tâm nữa, tuy nhiên, sự trở lại của Federer đã khiến các fan hâm mộ và khán giả Wimbledon thổn thức. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một cơ hội để tôn vinh một trong những huyền thoại lớn nhất của làng quần vợt. Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, Federer đã đoạt chức vô địch Wimbledon tới 8 lần, trong đó có chuỗi 5 danh hiệu liên tiếp từ năm 2003 đến 2007. Anh đã trở lại vương miện vô địch vào năm 2009 sau khi bị Rafael Nadal chiếm ngôi một thời gian ngắn. Không dừng lại ở đó, Federer còn tiếp tục thể hiện sự ưu việt bằng việc đăng quang năm 2012 và lần cuối cùng vào năm 2017. Ngoài 8 danh hiệu Wimbledon, Federer còn có thành tích ấn tượng với 20 danh hiệu Grand Slam, xếp thứ 3 sau Rafael Nadal, 22 danh hiệu, và Novak Djokovic, 23 danh hiệu. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống gia đình hạnh phúc của Roger Federer cũng được nhấn mạnh. Anh sống bên cạnh vợ Merca và hai cặp song sinh đáng yêu. Merca, người cũng từng là tay vợt và từng thi đấu chung với Federer tại Olympic 2000, đã góp phần làm cho cuộc sống của họ trở nên đầy đặn và ý nghĩa. Roger Federer không chỉ được biết đến với tài năng thi đấu lớn mà còn với phong cách độc đáo trên sân. Ông được gọi là quý ông làng quần vợt, và cùng với Rafael Nadal và Novak Djokovic, họ đã thống trị làng quần vợt thế giới trong suốt nhiều năm, tạo nên những trận đấu kinh điển và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.